môn thổ đó bạn. Đó hẳn nha. Mà hạt bên cạnh, hạt cạnh tàu khôn đánh bên cạnh tàu khôn lớn. Hạt cạnh tàu sẵn khôn nè, lỡ hạt cạnh tàu sẵn khôn nè đứa. Đó hẳn như nên khăn trai chân. Như là như nên nên hạt cứng thần đó bạn. Như là trai hạt cứng. Không có tôn đàn mã, nắng mã ở tô hả mê. Thế xí nó số chút hả lại nó sống bản sáng khó sống thêm sáng sớm. Xin hoan xin được khách quý, bắt đầu chúng tôi đây xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quốc Tuấn, Như Quỳnh. Xin chúc các bạn bắt đầu quý vị hãy dành tràng hoa tay chúc mừng thật rộn rã đó. Và kính thưa tất cả các quý vị khách quý, tình yêu thường rộng lớn bao la, tình yêu không quản gần xa đời trời, tình yêu sóng dạt xô bờ, tình yêu hạnh phúc không hề đổi thay. Còn và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã bước con thuyền tình yêu cập tới bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, ngày hạnh phúc, ngày trăm năm của đôi bạn trẻ về trước một nhà, chung cha, chung mẹ, chung chị, chung em. Ngay sau đây, đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ đón nhận những tình cảm thân thương của những người thân trong gia đình, vâng, và cảm nhận quý của đôi bạn trẻ đã được trao tặng từ bên nhà gái. Chính vì vậy mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ nhận được những món quà quý giáo của bên họ gia đình nhà trai. Vâng, và món quà đầu tiên trân trọng kính mời bố mẹ nuôi của chú rể sẽ lên chào tặng chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Trân trọng món quà của bố mẹ nuôi, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể bước lên phía trên một bước để đón nhận những tình cảm thân thương. Dạ vâng, trân trọng kính mời món quà của bố mẹ nuôi chú rể ạ. Và tiếp theo trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Sơn Tùng, gia đình bác Biên Thùy, gia đình cô chú Thành Điểm. Trân trọng những món quà của toàn thể các quý vị của gia đình nhà trai. Chúng ta cùng tiếp cận sân khấu để trao cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, đôi bạn trẻ của chúng ta đang được đón nhận những tình cảm quý báu của gia đình nhà trai. Vâng, món quà của mẹ nuôi, bố mẹ nuôi, món quà của gia đình bác Yên Thùy, gia đình bác Sơn Tùng. Vâng, và trân trọng kính mời món quà của gia đình anh Tùng, gia đình chị Giang Tú. Trân trọng món quà của các anh chị. Vâng, trân trọng kính mời món quà của gia đình nhà anh Tỉnh, món quà của gia đình chú Thành Điểm, gia đình anh chị Giang Tú. Vâng, xin được cảm ơn những món quà của gia đình các chú, các anh, các chị. Chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng, và món quà tiếp theo, trân trọng kính mời em gái của chú rể có món quà lên trao tặng mừng hạnh phúc cho anh chị. Vâng, trân trọng kính mời gia đình Dì Khánh á, món quà của gia đình Dì Khánh. Vâng, kính mời món quà của bạn Hùng ạ. Hey.
Vâng, xin được cảm ơn những món quà hết sức ý nghĩa của đại gia đình bên nhà trai chúng ta. Vâng, và các món quà của bố mẹ, cô dâu cũng như chú rể đã được trao tặng cho cô dâu và chú rể từ trước giờ. Vâng, và hôm nay cô dâu và chú rể chúng ta đang được đón nhận những tình cảm thật thường của các anh, các chị, cô chú bên họ gia đình nhà trai. Vâng, kính thưa các quý vị khách quý, như vậy là đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng. Vâng, và bắt đầu chúng tôi xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, duyên mới an khang, sức khỏe nhiều và đặc biệt tiền vào rừng rình thoải mái tiêu. Và xin được kính chúc cho mối tình thương gia của hai bên gia đình nhà ông bà Tân Tiện và ông bà Hiền Liên có mối tình thông gia gắn bó keo sơn. Vâng, xin được cảm ơn sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn thể các quý vị khách quý. Xin được kính chúc tới toàn thể các quý vị khách quý có một buổi chiều vui vẻ, ngon miệng và hạnh phúc. Vâng, và ngay sau đây để đáp lại tình cảm thân thương của toàn thể các quý vị khách quý trong ngày vui hôm nay, trân trọng kính mời đại gia đình sẽ xuống từng mâm tiệc để cùng ly cảm ơn tới tình cảm của toàn thể các quý vị khách quý. Trân trọng kính mời. Vâng, quý vị chúng ta đến đây chung vui chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng nắn.